Hai cho anh em bảo chị lương mình là tờ đội 98. Rất vui quay trở lại trong video bán này của server số 74, mở đảo VIP 12 top 3 server luôn các bạn ạ. Ở server 74 nhưng mà đang còn hơi sót một chút là còn Miyuchi Spark. Thật ra nếu như ai muốn lên top thì chúng ta đều biết rằng không thể không nâng nó lên được, mà cuối cùng thì cũng không thể là không bỏ nó đi được. Ở Miyuchi là một trong những con võ sĩ đã có từng ngành tem rất tốt, cả vị trí tấn công lẫn vị trí phòng thủ luôn. Wow, hàn nhân nó ảo các bạn ạ. Và bây giờ Saiki nó cũng thế luôn, vừa công vừa thủ được. Thì Miyuchi hiện nay thì cũng không làm được cái gì, sau này Saiki cũng thế, nên là các bạn đừng có chê trách gì cả. Chính ra việc tìm được một võ sĩ để có khả năng đuổi nó đi như thế này lại là dễ tính các bạn ạ. Vị trí sau Miyuchi sẽ là Teriko nhá, chứ nhiều team hiện nay đang hoàn thiện như team mình. Thật với các bạn, không biết thay ai bây giờ luôn, vẫn ai thì cũng thấy là không đáng tiếc. À là đáng tiếc, chúng ta có một đội hình bao gồm 6 võ sĩ, tất cả đều full ban 1. Lên giá của nó lên tới 3,5 triệu là điều rất rẻ rồi các bạn nhé. Một hồn vũ khí của nó là rơi vào khoảng rẻ thối cũng phải 20k kim cương. Hai hồn vũ khí là 40k kim cương. Đấy, nhưng mà các bạn tưởng tượng full môn như thế này, cái đổi hồn vũ khí thì là bao nhiêu tiền. Chưa kể hồn lực 5 lại là một bộ hồn lực 5 cực khỏe, 3 cái 5 sao và 2 cái 4 sao. Đấy, các bạn thấy trâu vai đúng không? Trong tương lai sẽ chơi thêm một lực sói kiểu, nhưng mà chả biết bao giờ nó mở. Bao giờ nó mở thì chơi. Khỏe kinh khủng khiếp luôn. Ban bột full, hồn lực 5 cũng coi như là gần full. Run phím chết thì sao? Một đá top server chắc chắn là cũng sẽ full thôi. Một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ, năm bộ. Và chúng ta có gần 6 bộ run đó full. 6, 6, 36. Thế đây là 6, 6 là 34 viên run đỏ các bạn ạ. Ngon vài đúng không? Ở đây thì các bạn mua thì hoàn toàn là thì tinh chỉnh cho mình hai kiểu. Một là Saiki cầm hồn lực sói, hai là Hotaru cầm hồn lực chí mạng các bạn nhé. Các bạn này đảo run hai con này cho nhau, hoàn toàn là có thể gọi là cân nhắc được. Hiện nay thì đang chơi theo hướng mà rất nhiều người khác cũng chơi theo, đó chính là đang dùng theo, đó là Saiki cầm một hồn lực 5 bảo tổ các bạn này. Chúng ta cùng ngó nhanh qua run phím chiếc hồn lực 5. Ok, chủ yếu cho Teriko đấm trước để nó khống chế cái tỷ lệ hồi máu của địch thủ các bạn ạ. Còn sát thương chính thì dẫn dựa vào Hotaru và Sekidemon thôi. Hiện nay thì sẽ được sử dụng Teriko là võ sĩ chim mồi các bạn nhé. Rồi, mình xem còn check cái gì được không nhỉ? Đủ ở đây đúng không? Chúng ta vào đấm nhau thôi. Vòng quay Semilo thì đã kết thúc rồi. Ác lành thì không tham gia lấy. Không hẳn vì thiếu kim cương mà lấy về thì vòng 1 mới bây giờ cả hồn vũ khí nữa thì đúng là thiếu kim cương thật. Đấy, ác này chỉ đủ lấy được một hồn vũ khí hoặc là võ sĩ thôi, cả hai thì nó sẽ gây ra tình trạng đó là nó gọi là thiếu nguyên liệu đúng không? Đấy, tháng sau nó sẽ phải khó mèo. Đấy, server đùa ác luôn các bạn ạ. Có điều thì top server vẫn không thay đổi gì đâu nha các bạn nhé, kể cả những người chơi có Sumilon. Đây vừa bị đấm xuống đấy, còn đông chủ yếu là hạng 3 đấy. Đấy các bạn ạ, như này mình đấm vào lên hạng 2 luôn. Ông em cục khai này không phải sợ bên mình đấm được. Chúng ta đấm nhau với bạn ai em khai trước nhá. Nhìn team nhìn trông thích vãi nhỉ. Võ sĩ rất nhiều võ sĩ mới luôn. Team bạn ấy vừa mới lấy Semiloi về, chúng ta xem bạn ấy nhau. Lực chiến của server cụ 73-74 này rất cân nhau các bạn ạ, đều quanh mốc khoảng 7,2 triệu lực chiến cho đến 7,4 triệu lực chiến. Từ top khoảng từ top 3 cho tới top 10 luôn, đánh hơi bị sướng luôn. Feta có hai con viện trợ ở một viện trợ từ chất 15, hai viện trợ từ chất 14. Đối phương thì toàn từ chất hai con 10, một con 12, một con 13, một con 14, không có viện trợ từ chất 15. Mệt người luôn. Đối phương có một vị trí cũ là con Raptor, nó sẽ đóng vai trò giảm công, nhưng mà khả năng là bị đá chết ngay từ lần 1. Đây là Miyuchi. Trang Bèo đóng vai trò chim mồi. Mình chưa thấy sự phản kích tới từ Semiloi. Bạn ấy dùng Semiloi đứng hàng trước, khả năng cao là cầm hồn lực bảo vệ. Sumi cũng có khả năng hút máu tốt các bạn nhé, tới từ đợt phản kích giống như là Hotaru. Có điều nó không bút cho đồng minh mà nó bút cho mình nó thôi.
Về mặt phòng thủ thì mình cho rằng bên Feta có lợi thế hơn. Sekiremon không thể thủ tốt bằng Maxima. Semiloi không thể phòng thủ tốt bằng Hotaru, chắc chắn như vậy. Hotaru bên Feta cầm hồn lực bảo vệ có khác gì Semiloi. Nhưng mà nó hồi máu tới 3 lần, do có 3 lần phản kích trên một lượt. Còn Semiloi thì không. Rồi. Ngoài đá tấm thê. Với việc Teriko đấm trước, nó không chỉ khống chế máu của đối phương mà Teriko còn được hồi nộ sau khi bị đá mà giảm mất nộ. Đây là điều rất quan trọng. Khá dễ dàng để Sekiremon tung tuyệt kỹ từ 3 lần trở lên với sự kết hợp tới từ Maxima. Đối phương các bạn để ý nát bươm 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 luôn rồi đấy. Bật biến hình vị trí từ mầm. Sumilo chết bây giờ. Chấm máu cả lượt luôn. Hú hồn hú vía con Athena đối phương không chết. Saiki hàng trước rõ ràng không thể bằng Saiki hàng sau đâu. Sự sát thương của Saiki đối phương khá gãi ngứa. Mình khá bất ngờ trước sự tồn tại của Raph. Theo lý thuyết thì Raph phải quăng tèo lẫy mà nó không chịu chết. Với hai hạt nhân trên tay, cả Maxima và Mizuchi, tỷ lệ hồi nộ và hồi máu cho đồng minh khi đến lượt của Feta là rất nhiều hơn. Maxima sẽ úp nộ cho Sekiremon. Mười ba triệu sát thương, chí mạng nhiều nhở, cầm run chí mạng hoặc khác chí mạng ầm luôn, liên tục chí mạng luôn. Chắc thắng rồi các bạn ạ. Các bạn để ý vai trò của Semiloi gần như là không có ý nghĩa gì cả. Mình lấy ví dụ thay cái con Semiloi đấy bằng một võ sĩ khác. Ví dụ Mizuchi đối phương xem. Hoặc là một con khác nữa trên phía bên phòng thủ kiểu như là Liêu Thiên Cầu sẽ quá ngon. Một con có sức phòng thủ kém hơn Liêu Thiên Cầu một chút đi. Ví dụ như ai nhỉ, yếu yếu hơn một chút mà thế hệ cũ ấy. Mây trời chẳng hạn, đúng không? Đấy, mình tin rằng cái sự tồn tại của nó vẫn tốt hơn là con Semiloi. Mới ở lượt thứ 3 Semiloi đã chết rồi. Chính xác ở lượt thứ 3 đã chết rồi. Như thế là quá yếu. Athena cầm hồn được 5 ám, chết buồn cười. Hơi khó hiểu. Chí mạng thâm thật đấy. Giờ mình mới biết được cái sức mạnh của rune chí mạng nó gây ra hiệu quả tốt tới như thế đấy các bạn ạ. Bình thường thì chúng ta chỉ biết thì rune sói thôi đúng không? Ao là ngày rune chí mạng auto chí. Đánh nhau e 3 con thì gần như lúc nào có từ 2 con trở lên là chí mạng. Lúc này có 3 con cùng chí mạng. Định hướng thì các bạn thay Mizuchi theo mình đánh giá bằng chít hoàng là hợp lý nhất. Trong tương lai thì thay tiếp con Teriko. Teriko tạm thời làm chim mồi cho chít hoàng. Rồi sau đó thì tiếp tục thay Teriko bằng một con ví dụ như Godit hoặc Yashiro Thor.
thủ thì thật ra thì chỉ có đối thủ của các bạn, đối thủ của các bạn mà trâu quá thì lại phải dùng những võ sĩ có thiên hướng về mặt tấn công tốt hơn thì sẽ là cô đít. Còn bên họ mà tấn công trâu quá mình lại phải phòng thủ thì lại dùng Yasuo thổ, đúng không? Đấy, tùy thuộc tùy biến với cái đối thủ thôi. Còn trận này thắng rồi, 16.7 triệu sát thương đang quá to luôn. Wow, con Hotaru. Wow, bên mình con Saiki đứng hàng sau full đồ tấn công. Và các bạn nhìn thấy kết quả đấy, Hotaru đá một hit bay màu luôn, tởm thật. Có điều thì Saiki không giống như ở trong bản lại chết luôn, bao tởm ấy. Saiki này không giống như là Saiki ở trong phiên bản PKD server, nó có tỷ lệ hồi máu rất thấp. Ở đây nó cộng dồn rất nhiều các tỷ lệ hồi máu, trong đó mạnh mẽ nhất là tỷ lệ hồi máu của Hotaru. Thành ra là các bạn nhìn thấy cái phần trăm hồi máu của nó phải gọi là siêu to luôn. Đấy. Có điều thì không có nghĩa là nó khỏe các bạn nhé. Hồi máu tốt thì không liên quan gì đến việc nó khỏe, giúp cho nó dễ dàng hồi sinh thôi. Con Hotaru của IMK chắc chắn là con Hotaru top lực chiến server. Rất nhiều lần nó một đá mà bay màu luôn, bay màu Saiki. Quả vừa rồi mình cảm giác bên mình dính nút ám như thế nào ấy. Lần này thì đá nó lại bình thường, nó trước đá kinh ấy. Còn trận này thì ăn chặt rồi, Mizuchi sẽ lại hồi nộ tiếp cho Saiki à? Không, chẳng cần ai, chẳng cần một ai khác, chẳng cần ai cũng nghi ngờ. Một mình ngồi đứng trong mưa, dấu cơn đau vào từng hơi thở. Các bạn nào mua thì hoàn toàn có thể tùy biến cho mình, đó là đưa Hotaru ra hàng sau được hết nhé, thay thế cho vị trí Saiki, Saiki đến hàng trước, Hotaru hàng sau, hoàn toàn không có vấn đề gì cả các bạn ạ. Khi đấy lượng sát thương sẽ không chỉ tính từ lượt của phe ta mà còn cả từ lượt của phe địch nữa. Đấy. Chí nhiều nhỉ, thật sự mình thấy Chí cứ phải gọi là sòn luôn, sáu trắng luôn. Bên phe ta không chết một võ sĩ nào. À, mình sẽ đấm mình đấm thêm với một bạn ở trên một này hơi khó nha. Ao vẫn được chiến hơn 1 triệu được chiến là một con số lớn các bạn ạ. Thế nên mình mới bảo này là hạng 3, thua net 1D và IMP. Còn 200k được chiến so với 7 triệu thì đúng là muối bỏ bể. Đội hình của Kyo Yukai có bộ võ sĩ thiên hướng phòng thủ theo kiểu phản đòn rất hay. Ba võ sĩ hàng trên của đội cái nhà Ryu lên cầu, các bạn nhìn là đội bạn lại đưa về hàng sau thay vì hàng trước. Tuy nhiên thì nó vẫn bút phản đòn bình thường các bạn nhé. Ba con hàng trước vẫn có thêm được cái tỷ lệ phản đòn. Anh các bạn nhìn thấy Saiki húc đối phương nhưng mà bản thân bị mất máu. Đối phương kết hợp với vơ sặc nữa, cũng là một võ sĩ có tỷ lệ phản đòn tốt. Nhiều mạng, phủ châu, hiệu ứng khống chế ngon. Có điều thì mình thấy rằng cái sự phản kích nó chưa hay. Giá như vị trí major được thay bằng một con nào đấy có khả năng phản kích và lại vẫn đủ giảm công thì phải tốt không nhỉ? Khó quá. Đây là S-Mark bên đối thủ, không đếm xỉa lắm. Đó, phát trên mây trời. Rồi, đây là S-Mark riêng lên cầu luôn.
marketing này gọi là. À, chúng ta cùng xem tiếp tục cái tỷ lệ chí mạng của Seki. Seki sau khi chuyển sinh thì sẽ đạt trạng thái mạnh nhất. Rồi, người nào có chí mạng hết các bạn ạ. Các bạn có thể tham khảo hàng này nhé. Đấy, nâng full chí mạng luôn. Rồi, sát thương mình thấy rằng không tồi. Rồi, Otaru đã bay vị trí tử luôn. Lần nào con Teriko cũng bị dính miễn chí tử, mất miễn chí tử, khổ thật. Đây là mạng thứ mấy của thằng này nhỉ? Chắc mạng đầu tiên, ý là lần đầu sinh, hồi sinh đầu tiên của vừa sắc. Hotaru thì chắc hết biến hình rồi, một hit suýt chết. Tiếp tục mất miễn chí tử, mình nghĩ Teriko đấy chết luôn rồi. Ao ấy. Hai cái chói của vừa sặc đang tỏ ra hữu hiệu. Rồi 7 triệu sát thương, hơi nhiều kháng cự. Nó là xen lẫn giữa kháng cự và chí mạng. Cái viên run chí mạng ngoài tỷ lệ tăng chí mạng nó còn có một cái tỷ lệ là chặn đỡ đòn được các bạn nhé. Đấy, cũng khá là ngon đấy. Phát này thì sẽ nhiều chí mạng hơn. 7 triệu hơi yếu. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Mỗi bên đều mất một người. Feta thì mất đi con Hotaru. Đối phương mất đi con gì góc kia nhỉ? Cú đô băng à? Hình như không phải, đúng không, không dùng cú đô băng, quay trời. Riêng yêu cầu rõ ràng nâng S-Max các bạn thấy ngoại trừ vai trò tăng khả năng đỡ đòn cho bản thân và chính đồng minh. Nếu còn khả năng ám sát rất là tốt nữa, lấy đi các lần miễn trí tử của Feta rất là đẹp. Rồi, cần làm chặt luôn. Rồi, một cái chí mạng hơi ít đấy. Do đối phương nhiều tanh quá các bạn ạ. Trên sân hiện nay ngoại trừ Hotaru, 4 con còn lại đều là tanh. Eo ơi, ông chơi full tank. Vừa rồi một pha tấn công có nét hơn hẳn. Rồi, quan trọng nhất là chói này. Thế nào mọi người, cho 3 người ảo ma. Mạng này sẽ là mạng cuối cùng của vừa sặc. Còn đối phương đánh nhìn Veta toàn block trên một cười.
run sói thì nó tăng tỷ lệ sát thương chứ không có xuyên được đỡ đòn của chí mạng các bạn ạ. Cầm run chí mạng khá hay nhỉ. Kulabang bây giờ nó mạnh. Có điều thì thằng vừa sặc đối phương nó chưa hồn khí mà nó chói. À mình không nhìn rõ là hồn khí kia chắc là có rồi. Sao nó chói liên tục rồi các bạn ạ. Rồi, 18 triệu sát thương. Đá đầu thê lại còn mất nộ nữa. Một băng này còn nhẹ tay này. Mình không hiểu lắm cái thằng Saiki bên mình các bạn ạ. Đối đầu với con Hotaru nào cũng chỉ trực lan là chết thôi. Cầm cái bộ rune này mình cảm thấy nó khỏe hơn hẳn về mặt tấn công, nhưng yếu hơn hẳn về mặt phòng thủ luôn. Thôi cũng là hợp lý. Vì đó là điều mà Feta mong muốn là rồi, một pha ám sát tốt nữa tới từ đối phương. Rồi và một pha phản kích còn tốt hơn tới từ Feta. Riêu thiên cầu S-Mark chính thức không còn ám sát được ai nữa. Đổi lại Feta mất một con Hotaru. Kèo cân chẳng chặt luôn. Tuy nhiên thì mình lại có niềm tin hơn vào đối phương. Do bộ phòng thủ đối phương là ngon hơn bộ phòng thủ của Feta. À trừ phi là Versac sẽ bị khống chế. À Versac không khống chế đã thế nào. Làm tỏ thế từ dứt điểm trận đấu rồi các bạn ạ. Làm quá to so với mức bình thường. Ảo thật đấy. À là top 2 server các bạn nhé. Toàn bộ thông nhà mình đã check xong. Bạn nào mua hàng liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. À clip 12. Tháng này chưa làm hết tờ báo sửa tự các bạn nhé.